Ủa hai con là nữa cái nhau. Một con hả? Ủa ba cái nào dính được, ba cái năm con rồi. Phê chưa? Ủa. Ủa anh cần đâu? Ui. Ủa ba con cả nhau ơi. Ba con luôn chứ không còn hai nữa. Quá khủng khiếp luôn rồi. Vậy là cái khu này tính ra khu này gắn mối nhiều quá mẹ à. Đúng không? Đúng không? Trời ơi, đêm lớn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 con này bự ghê. 7, 8, 9, 10, 11, em có nè. 12, 13, 14, 15, 16. Hai cái này không có nè. Này 3 con luôn. Ừ. 16 với 3. 19. 19, 20. 21, 22 con. Quá dữ cả nhà ơi. Hai con này nó bự chà bá lửa. Con cá dính ba con luôn, mê thiệt luôn. Dính ba con. Dính ba con mà dế còn không? Nói lớn lên cho người ta biết coi. Dính ba con dế còn. Ừ, nghe nhà. Cái chủ cộng ở chỗ như mình mua cái mối về nhậu á. Alo em. Ở khu vực thứ ba Long An nha. Anh em mua nhậu được ra rồi nha. Anh em muốn mình bằng thì mình bằng cái này luôn. Đó, một khi mình test vậy là cái mối là mình cho nhập đùi vậy nè. Quay sơ qua cái chủ cho anh em ta coi. Cái lý do mà hôm nay mình ít có ra video á cả nhà thì cứ như dạng cũng hơi bị lu bu, mấy ngày nay thì cũng có di chuyển nhà đi á. Thì ở đây là cái bằng tổ 3 ấp 4 xã Đức Hòa Đông huyện Đức Hòa tỉnh Long An nha. Thì anh em nào ở gần kiểu như gần cái khu vực này á, gần khu vực này mình tới chỗ ủng hộ em nha. Còn nếu mà anh em nào ở xa thì chưa biết tới cái mẫu bẫy gắn mối của em thì anh em mình cứ liên hệ em. Em sẽ chuyển hàng giao tới chỗ cho anh em luôn nha. Thì bên em thì đặc biệt là cái mẫu bẫy là có cái lồng mồi. Đó, có cái lồng mồi ngăn cặp bên hông nha. Siêu nhạy cho anh em luôn. Đặc biệt là không có hao mồi luôn. Đó, số điện thoại thì em cũng có để sẵn đây nè. Anh em nào có nhu cầu thì ở xa thì cứ alo cho em sẽ giao hàng tới chỗ cho các anh em luôn nha. Thì bên em thì bao ship cho mấy anh em mình là từ 10 cái trở lên là bên em đã miễn phí ship cho anh em rồi. Đó, anh em nào ở gần thì cứ điện thoại em sẽ gửi định vị qua cho mấy anh em mình đi tới chỗ để mà xem trực tiếp và nhận hàng tại chỗ luôn nha. Đó, thì cái số hàng này là tổng cộng là khoảng gần 200 cái. 200 cái nha. Thì hôm nay đi nói chung là đi các tỉnh luôn. Có thùng 50, 40, 30, 20 nói chung là đủ thứ hết. Hôm nay là đi hàng chuyến này nữa là sạch kệ luôn đó nha. Đó, đi chuyến này nữa là sạch kệ luôn. Còn một số thì bên đây thì kiểu như chưa có sản xuất ra kịp. Nói chung là hàng bên em thì cũng được sự tin tưởng của các anh em mình rất là nhiều luôn. Cho nên hàng lúc nào cũng bị cháy hàng hết. Cũng không kịp hàng để cho mấy anh em mình hết. Thì cái thời gian giao, ví dụ như mà em nó bị cháy hàng quá đó, thời gian đến cho các anh em mình nó hơi chậm á, thì anh em mình cũng thông cảm nha. Nó thật sự là hôm nay là bên em là cháy hàng luôn. Hàng kiểu như dạng như sản xuất không kịp luôn. Nó còn khu này là lưới nhưng mà chưa có ra cái sản phẩm. Chung là cái số hàng này thì bây giờ nó đã được lên đơn đóng thùng hết rồi nè, chỉ đợi xe tới là lấy là chuyển đến chỗ cho mấy anh em thôi á. Này tổng cộng hết khoảng 9 đơn nhưng mà khoảng 200 cái bẫy. Thì số bẫy này là đi về các tỉnh cho anh em luôn. Xin nhắc lại lần nữa thì ở đây là tổ 3 ấp 4, tổ 3 ấp 4 gì quên, ta để em gặp coi lại. Tổ 3 ấp 4 xã Đức Hòa Đông huyện Đức Hòa tỉnh Long An nha. Anh em ở gần thì cứ alo cho em gửi định vị cho mấy anh em mình tới chỗ luôn. Còn anh em nằm ở xa không có tiện tới lấy thì cứ cứ alo cho mình là mình sẽ vận chuyển tới chỗ cho anh em luôn. Nói chung là giờ xe tới lấy nhận hàng nha cả nhà. Quá trời kịp luôn. Đó. Đó, hàng bây giờ là chuẩn bị là lên xe là đi giao tới chỗ cho anh em nha.
mưa luôn cả nhà ơi. Vừa tới luôn rồi. Hàng bên em thì đi cái đường bưu điện nha. Gửi đường bưu điện tới chỗ cho anh em mình nha. Cứ lên đơn đóng thùng xong xuôi là chỉ xe lại là nhận hàng là đi thôi. Hết luôn cả nhà ơi. Đó, thì anh em nào ở gần cứ khu vực này thì cứ inbox cho em cái số điện thoại nè, em sẽ gửi định vị cho bánh em mình chạy tới chỗ luôn, lấy luôn. Tới chỗ lấy thì giá nó hơi mềm hơn nha, bởi vì nếu mà em vận chuyển phải tính thêm chút xíu tiền chi phí vận chuyển rồi kia. Còn anh em mà tới chỗ lấy thì giá nó mềm hơn chút xíu. Nói chung là hàng lúc này là thật sự nó là bị cháy hàng, cho nên là đến tay anh em mình nó hơi chậm trễ 3 đến 4 ngày thì anh em mình cũng thông cảm nha. Sạch thành xanh luôn, cháy hàng thật sự luôn rồi. Rồi chuyển hàng xong là mưa tới luôn cái nhà, coi nào mưa nè. Nói chung là hay không bằng hơn cái nhà ơi. Mới vừa hàng mới vừa lên xe là mưa liền. Đó. Mưa này đụng đầu luôn. Bữa nay là ngày thứ hai rồi đó. Mưa cực kỳ luôn. Rồi qua cái video này thì em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị mình đã tin tưởng và mua sản phẩm anh em nha, sử dụng trong suốt thời gian vừa qua, thì một lần nữa em xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều luôn. Em sẽ cố gắng dành chút thời gian ra để mà đi bẫy chia sẻ những video hay đến cho cả nhà mình xem nha. Thì mấy ngày nay em không có ra video được, cả nhà mình thông cảm với em cho nó nha, bởi vì ở đây là thật sự nó là cháy hàng, cháy hàng thật sự luôn, không có đủ hàng để cung cấp cho mấy anh em mình luôn. Nếu mà em đi bẫy thì mất thời gian rất là nhiều, là không có ra được cái sản phẩm để cung cấp tới cho mấy anh em mình được, cho nên là không có đi bẫy được đó. Anh chị nè, đây là nguyên vàng kể của em là không còn một cái nào luôn, duy nhất chỉ còn một cái nào thôi, mình kêu nó là trái hàng làm từ xanh luôn đó. Mới vừa đi hàng xong là trời mưa. Ở đây là tổ 3 ấp 4 xã Đức Hòa Đông nha, huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Bên em đặc biệt là bên em có bán các mối thịt đó nha, anh em nào mà có nhu cầu mà ở khu vực này ăn cái mối thịt thì alo cho em luôn. Bảy thì lúc này cũng có, em sẽ ship hàng các tỉnh cho anh em mình luôn nha. Rồi giờ hẹn gặp lại mấy anh em mình trong video tiếp theo. Giờ em ra tắm mưa nha, ra tắm mưa cái okay.